mặt nạ sơ cấp nha anh em, mặt nạ sơ cấp. Đây. Mặt nạ 81 50. 81 thì số to. 86 thì nó sọc sọc như này. Còn nếu mà 86 đời cao thì cúp nổi như này. Đó, thì bên mình có bán lẻ mặt nạ riêng, logo riêng. Logo riêng, mặt nạ riêng, hoặc bán cả combo tùy theo anh em mua nha. Ví dụ anh mua này thì mình lấy cái này mình ráp vô đây cho anh em nha. Mặt nạ là hàng nguyên viên xé bịch mới len keng. Logo của 81 là hàng tháo xe. Cái này nó không có hàng xé bịch nha anh em. Nó không có sản xuất. Cái logo này nó không có sản xuất. Thì mình sẽ chấp nhận chơi cái đồ nó tới đó thôi. Chứ muốn nó đẹp hơn giống như xé bịch thì không có nha anh em. Như vậy là quá đẹp rồi. Đó. Còn cái thằng 86 với cái tâm này thì cái logo nó có xé bịch. Này nha, mới chát. Mặt nạ logo. Đây là cúp nổi. Xài chung với đèn cầu đèn vuông hết nhắc lại. Cái logo này nó xài chung với thằng custom với 86 là xài chung luôn. Đó, thằng 81 nó riêng này thôi. Còn thằng đèn cầu đèn vuông nó cũng xài chung cái logo này luôn. Đó, xé bịch. Anh em nói không thích chờ mới, thích chờ hàng riêng tháo xe thôi. Ok. Đáp ứng nhu cầu của anh em. Đâu rồi. Mấy cái logo tháo xe nó bay màu hết nha anh em. Đâu rồi. Ủa, bữa đóng logo luôn. Nhìn cái logo muốn ói luôn. Logo tháo xe thì cái nọ đây. 100.000 cái. Còn đang 1.000.000 cái các bạn. Đó, giữa cái 100.000 với 1.000.000 anh em thấy nó khác nhau rõ ràng đúng không? Tháo xe nó không bao giờ có được như vậy nha anh em. Lưu ý nha. Tháo xe không bao giờ được như vậy. Trừ khi lấy cái đây gắn vô xe rồi tháo ra thôi anh nha anh em. Tháo xe là giờ này. Mấy chục năm rồi thì cái này nó không có còn các bạn. Đó. Nhiều khi á, người ta lấy cái này á, người ta quẹt một hai vít xước rồi người ta nói tháo xe người ta bán cho các bạn chứ không phải. Đẹp như vậy là chưa có xác bịch hết nha anh em. Đây nè, tháo xe nè. Dù sao thì theo năm tháng thì cái nước sơn của nó cũng phải bay các bạn. Nó cũng phải cái inox nó phải có rổ theo thời gian. Đó, như vậy là rất đẹp rồi. Còn tháo xe làm sao mà lăn bóng được nữa. Tháo xe làm sao lăn bóng được các bạn. Tháo xe nó phải như vậy ha. Cái này là nó bay theo thời gian chứ không phải là bị cà xước nha anh em. Đó. Rồi. Anh em thích món nào liên quan tới xe cấp thì anh em cứ nhắn tin trong Zalo giúp mình nha. Hàng có sẵn nha. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi mình ship bưu điện giao thằng nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau. Anh ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn.